Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại bạn có thể thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền nộp thuế đất năm 2021 do dịch COVID-19 qua mạng Internet. Đây sẽ là biện pháp giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trong thời kỳ hiện nay. Sau đây là cái video mình hướng dẫn cách gia hạn nộp thuế 2021 qua mạng trên điện thoại và máy tính. Mời các bạn xem video ở phía dưới. Thưa các bạn, bước đầu tiên, các bạn truy cập vào trang thuế điện tử theo đường link mô tả dưới cái phần mô tả của mình nha. Các bạn vào phần đăng nhập hệ thống, đây, phần đăng nhập hệ thống đây. Các bạn chọn đối tượng doanh nghiệp, cá nhân hoặc là tổ chức không sử dụng chữ ký số. Ở bước 2, các bạn tiến hành đăng nhập bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử của mình. Đây, cái ô đăng nhập hệ thống này các bạn. Rồi nhập tài khoản, mật khẩu. Rồi có mã xác nhận OTP rồi bấm đăng nhập. Ở bước 3, trên thanh công cụ bạn chọn khai thuế rồi đăng ký tờ khai. Ở bước 4, tờ khai đăng ký nộp qua mạng hiện ra, bạn chọn đến mục gia hạn nộp thuế đây nha các bạn, rồi chọn mục số 8 này. Đó, rồi bấm vô đăng ký thêm tờ khai. Ở bước 5, tiếp theo trong mục khai thuế, các bạn chọn kê khai trực tuyến. Đây, chọn kê khai trực tuyến. Rồi chọn tờ khai 2021. Chọn ở đây. Đây các bạn. Xong rồi bấm tiếp tục. Ở bước 6, các bạn tiến hành điền đầy đủ cái thông tin trong cái tờ khai nha các bạn. Bước 7, bước cuối cùng. Các bạn hoàn thành và nhấn ký và ký nộp tờ khai là xong. Chúc các bạn thành công. Còn thắc mắc nào bạn hãy bình luận ngay bên dưới để cái video này được đầy đủ hơn. Nhớ ấn like, chia sẻ và ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.